Xin được kính chào tất cả các anh các chị và quý nhà đầu tư đang xem video của Quỳnh ngày hôm nay. Thì từ đầu tháng 6 tới giờ thì Quỳnh đã làm rất nhiều video để giới thiệu về dự án được mang tên là Swan Lake Residence Yongzen. Và mới gần đây nhất là cách đây 2-3 ngày thì chủ đầu tư chính thức đưa ra kick-off dự án cũng như là đưa những cái thông tin rumor của dự án ra ngoài thị trường. Và ngày hôm nay thì Quỳnh đang đứng ở đây, đó chính là tại khu văn phòng của VHS Group ở bên Marina Eco Park. Và Quỳnh sẽ đưa quý anh chị và các nhà đầu tư chúng ta đi tìm hiểu những thông tin xác thực cũng như là những thông tin clear nhất của dự án Swan Lake Residence Yongzen mà đã được chủ đầu tư Eco Park đưa ra thị trường. Vâng, và ngay sau đây thì xin kính mời toàn thể quý anh chị và quý nhà đầu tư chúng ta cùng bắt đầu. Đây, mình sẽ cho quý anh chị và nhà đầu tư view một cái ở cái độ cao là gần 500m, 430m đây. Bên trái chính là dự án Swan Lake Residence Yongzen. Có thể ngả giữa và cái đường chính kia thì anh chị và nhà đầu tư có thể thấy đấy chính là tuyến đường 379, tuyến đường huyết mạch của tỉnh Hưng Yên đi xuyên qua dự án Eco Park. Ở cái tầm view như thế này thì chắc chắn là anh chị nhà đầu tư cũng như các bạn sẽ thấy được cái vị trí đắc địa của dự án Swan Lake Yongzen, cực kỳ đắc địa. Hãy liên lạc sớm với em Quỳnh để có thể nhận được phương án chi tiết cũng như là cái phương án tư vấn đầu tư hiệu quả về tài chính cũng như là dòng tiền của quý anh chị và quý nhà đầu tư. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở các clip tiếp theo của Quỳnh. Tạm biệt. Để đưa khoáng nóng về Swan Lake. Phương án thứ nhất đó là chúng ta sẽ làm một hệ thống bơm, một hệ thống điều áp và một hệ thống đường dây dẫn, một hệ thống đường ống dẫn để chúng ta có thể đưa được khoáng nóng từ mỏ khoáng nóng cách đây 5,4 km và đưa về nơi Swan Lake. Sau đó đưa về Swan Lake, chúng ta sẽ có một hệ thống đó là xử lý tại chỗ. Xử lý tại chỗ thì tổng mức chi phí để chúng ta đưa khoáng nóng từ mỏ khoáng nóng cách đây 5,4 km về đến Swan Lake là 158 tỷ. Nhưng chúng ta có một chút nhưng nếu chúng ta đưa khoáng nóng tự nhiên từ cách đây 5,4 km về thì lúc này tổ hợp khoáng nóng tại Eco Park không khác gì cái tổ hợp khoáng nóng tại Thanh Thủy, tại Kim Bôi, tại Quang Hanh, tại Bình Châu, tại Kim Bang, không có gì khác. Nếu như chúng ta đưa khoáng nóng từ đó về thì hồ khoáng nóng của chúng ta cũng chỉ có tác dụng gì thôi ạ? Cũng chỉ có tác dụng trị liệu một vài vấn đề về sức khỏe và sức khỏe chứ không thể nào giải quyết được toàn vẹn về các vấn đề về sức khỏe. Đó là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba đó là Việt Nam không có bất cứ một suối khoáng nóng nào mà có hàm lượng khoáng nóng hoàn hảo như những suối khoáng nóng tại Hanoi. Và ban marketing của Eco Park muốn làm sao? Tổ hợp này phải là tổ hợp của khoáng nóng chất lượng khoáng nóng tốt nhất của Việt Nam, phải là tổ hợp khoáng nóng tốt nhất của Việt Nam. Đó là yếu tố thứ ba. Yếu tố thứ tư chúng ta đặt ra, ai không dám chắc 5 năm nữa, 10 năm nữa, 15 năm nữa xung quanh cái khoáng nóng ở Văn Giang, xung quanh cái khoáng nóng ở Bình, ở Văn Giang, ở
Kim Bôi ở Quang Hanh, ở Thanh Thủy, xung quanh đó không có vài khu dân cư mọc lên, không phải có trang trại gia súc mọc lên, không có những cánh đồng sử dụng thuốc trừ sâu mọc lên, không có nhà máy vài nhà máy sản xuất mọc lên. Ai dám chắc 5 năm nữa, 10, 15 năm nữa không có những cái chất thải từ đó nó ngấm xuống dưới dòng họ nào, không có những dòng họ nào. Và chúng ta đã xác định đó là sản phẩm chúng ta làm ra. Chúng ta không làm thì thôi, nhưng chúng ta đã làm là chúng ta phải làm cho tới. Chúng ta đã làm là chúng ta phải làm cho tới. Vì vậy chúng ta làm sao? Chúng ta đã làm thì chúng ta phải làm cho tới. Vì vậy chúng ta mới chúng ta mới phải làm sao? Khoáng nói là phải Nhật Bản làm thì chúng ta phải mời Nô Ra về để làm. Chúng ta phải mời Nô Ra về làm. Chúng ta phải mời Nick Khen, mời Raymond, mời Han Đô Kê về để làm. Tổ hợp khoáng nóng, chúng ta không bán những hồ khoáng nóng không, mà chúng ta phải làm tổ hợp hồ khoáng nóng dưới những không gian đẹp như tiên cảnh, đẹp như những hồ khoáng nóng, tổ hợp trị liệu khoáng nóng tại Nhật Bản. Và chúng ta đã làm khoáng nóng là chúng ta phải muốn chất lượng khoáng nóng của chúng ta phải là hoàn hảo. Các tổ hợp khoáng nóng của chúng ta phải thiết kế may đo cho nhu cầu trị liệu của những vấn đề sức khỏe. Thì chúng ta nếu như đưa khoáng nóng từ cái đến 5,4 cây số về, chúng ta không đáp ứng được nhu cầu đó. Và thêm một yếu tố nữa đến từ Đông Tha, đó là khi mà người ta khai thác khoáng nóng lên ấy, thì khoáng nóng sẽ ở sâu dưới lòng đất. Sâu dưới lòng đất thì sẽ có rất nhiều các vi khuẩn yếm khí và các vi khuẩn kỵ khí. Các vi khuẩn này có rất nhiều trong nước khoáng nóng tự nhiên, và mình phải xử lý rất triệt để mới loại bỏ được các vi khuẩn này ra. Loại bỏ được các vi khuẩn này ra thì lúc này bài toán đặt ra rất khó. Ban marketing không có sử dụng nước khoáng tự nhiên đó nữa. Thì Nomura với cả Raymond mới đưa ra một công nghệ, đó là nhập bột khoáng nóng từ tập đoàn Hanoke bên Nhật về. Nhưng bột khoáng nóng không phải là chúng ta hòa xuống cái nước là nó thành nước khoáng nóng. Chúng ta nhập bột khoáng nóng về, sau đó chúng ta từ Hanoke về nhé, từ tập đoàn Hanoke về, sau đó chúng ta sẽ tạo hồ khoáng nóng trung tâm. Và trong hồ khoáng nóng trung tâm đó, chúng ta phải đưa 11 cái máy Kankyo về. Nhập 11 cái máy Kankyo về. Thì cái máy Kankyo này, mình mới đưa cái khoáng nóng xuống, khoáng nóng Hanoke xuống. Thì cái máy này nó mới tạo ra một công nghệ là công nghệ ion hóa khoáng chất trong nước. Thì nó mới tạo ra được tổ hợp khoáng nóng Kankyo. Thì để đáp ứng được trong 14 hồ khoáng nóng, thì chúng ta phải nhập 11 cái máy này về. Và tổng giá trị của 11 cái máy này thì nó sẽ dao động từ 38 cho đến 42 tỷ. Riêng 11 cái máy này chúng ta đã mất hơn 400 tỷ. Để chúng ta nhập 11 cái máy Kankyo về. Chúng ta nhập công nghệ Kankyo này về. Tổng chi phí để chúng ta làm hồ khoáng nóng trung tâm, để chúng ta làm đường ống dẫn, để chúng ta làm hệ thống điều khiển tự động là hơn 600 tỷ. Hơn 600 tỷ này thì tính ra là chúng ta, tổng mức đầu tư của chúng ta là lớn gấp bao nhiêu? Lớn gấp 4 lần khi chúng ta đưa khoáng nóng từ mỏ khoáng nóng cách đây 5 cây số. Thì người ta sẽ hỏi là vậy tại sao từ trước đến giờ các chủ đầu tư Việt Nam không sử dụng công nghệ này? Diệp nói nhé, chúng ta đưa khoáng nóng tự nhiên từ cách đây 5 cây về mới mất tổng chi phí có 150 tỷ. Thì nếu như chúng ta mà có cái nguồn khoáng nóng ngay đó mà chúng ta khoan nó lên đấy, thì thực ra chi phí của chúng ta chỉ mất có vài chục tỷ phải làm chứ. Tại sao mà phải bỏ ra 600 tỷ mà làm cái đó, trong khi dân Việt Nam mình từ trước giờ mới biết đến gì? Mới biết đến khoáng nóng tự nhiên mà chưa biết đến công nghệ khoáng nóng Kankyo. Vì vậy thì mới nói điều mà chúng ta mang đến cho tổ hợp của chúng ta là gì? Công nghệ ion hóa khoáng chất Kankyo hơn cả khoáng nóng tự nhiên với chất lượng hoàn hảo chưa từng có. Khách hàng hỏi khoáng nóng của em là gì? Khoáng nóng của em là khoáng nóng Kankyo. Khoáng nóng của em là công nghệ ion hóa khoáng chất Kankyo, mang lại nguồn khoáng nóng hoàn hảo hơn mọi nguồn nước suối khoáng nóng tự nhiên đang có ở Việt Nam. Đó, tương đương với những suối khoáng nóng, ba suối khoáng nóng tốt nhất của vùng Hanoke của Nhật Bản, Và
Và giống như Diệp nói hồi nãy nha, chúng ta không tạo ra những hồ để tắm khoáng nóng, mà chúng ta tạo ra những tổ hợp khoáng nóng dưới những không gian để như tiên cảnh. Và đây chúng ta không bán những hồ để tắm khoáng nóng, mà chúng ta tạo ra một tổ hợp, chúng ta bán trải nghiệm liệu trình trị liệu khoáng nóng. Liệu trình trị liệu khoáng nóng. Từ trước giờ tắm khoáng nóng ở Việt Nam thì chúng ta tắm khoáng nóng như thế nào ạ? Chúng ta tắm tráng, sau đó chúng ta xuống chúng ta tắm khoáng nóng, giờ đó chúng ta lên chúng ta xông hơi trong sauna, sau đó là chúng ta sẽ kết thúc liệu trình khoáng nóng của mình. Chúng ta sẽ kết thúc liệu trình khoáng nóng của mình, đúng không? Còn ở đây chúng ta sẽ đưa ra một liệu trình khoáng nóng ra như sau. Và liệu trình khoáng nóng này được đưa ra bởi 6 bác sĩ trị liệu, 4 chuyên gia khoáng nóng hàng đầu của Nhật Bản. Thì quá trình tắm khoáng nóng của chúng ta là như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ tắm tráng. Sau khi tắm tráng xong, chúng ta sẽ xuống để chúng ta ngâm hồ khoáng nóng. Thì khi chúng ta ngâm hồ khoáng nóng thì đầu tiên chúng ta sẽ phải ngâm vào hồ khoáng nóng từ 30 cho đến 35 độ C. Sau đó chúng ta sẽ ngâm tiếp vào hồ khoáng nóng thứ hai từ 38 đến 40 độ C. Sau đó chúng ta sẽ ngâm tiếp vào hồ khoáng nóng thứ ba là từ 42 cho đến 48 độ C. Vì sao chúng ta không nhảy ụp vô một cái hồ khoáng nóng hay là chúng ta chỉ ngâm vào hồ khoáng nóng không? Cái sự thay đổi về nhiệt độ từ từ vậy nó sẽ tăng sức đề kháng cho mình. Nó tăng khả năng hấp thụ khoáng chất của mình lên. Và sau khi mình tắm khoáng nóng xong thì mình sẽ vào phòng xông hơi. Thế nên mình sẽ có một tổ hợp 6 phòng xông hơi, mình có tổ hợp 5 phòng xông hơi. Thì mình sẽ vào các phòng xông hơi thảo mộc. Thì đối với các phòng xông hơi thảo mộc nó sẽ giống với cái gì? Nó sẽ giống với cái trải nghiệm mà các anh chị đi tắm nước thuốc của người Dao, tắm thuốc lá của người Dao. Và vào các phòng xông hơi Himalaya. Thì các phòng xông hơi Himalaya sẽ là các phòng xông hơi như nào? Bốn xung quanh của các phòng xông hơi Himalaya là đá núi Himalaya. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng tia hồng ngoại để chúng ta đốt nóng Himalaya lên. Từ đó nó sẽ giải phóng ra các ion âm. Và các ion âm nó sẽ thâm nhập vào trong cơ thể của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, vì sao sau khi chúng ta tắm khoáng nóng xong chúng ta phải vào sông hơi thảo mộc và sông Himalaya? Khi chúng ta tắm khoáng nóng thì lỗ chân lông của chúng ta đã mở ra rồi. Và khi chúng ta vào trong phòng sông hơi, lỗ chân lông của chúng ta sẽ mở ra thêm nữa. Thì các khoáng chất nó sẽ nhập vào nó, nó sẽ thẩm thấu vào sâu hơn nữa. Và ngoài các khoáng chất thẩm thấu vào sâu hơn nữa thì các tinh chất thảo mộc trong phòng sông hơi thảo mộc và các ion âm giống như lấy dịch nói các anh chị ấy đến ra từ đá núi Himalaya sẽ thẩm thấu vào cơ thể của chúng ta. Thì lúc này cơ thể của chúng ta đã thẩm thấu tối đa khoáng chất rồi, thì đến bước thứ hai mà bây giờ thí dụ mình ra mình tắm là khoáng chất nó trôi đi hết, thì đến bước tiếp theo đó là mình phải vào phòng sông hơi lạnh. Thì khi mình vào sông hơi lạnh nó sẽ làm cho da mình, mạch máu mình, da mình, lỗ chân lông của mình nó sẽ khít lại và nó giữ được các cái khoáng chất, tinh chất thảo mộc, các ion âm và các khoáng chất ở trong đó. Nghĩa là chúng ta không chỉ thấm vào cái khoáng chất của nước khoáng nóng nha, mà chúng ta còn thấm vào tinh chất thảo mộc nữa, thấm vào các ion âm của gì, thấm vào các ion âm của phòng đặc biệt Himalaya nữa. Và sau đó lỗ chân lông nó mới sinh khít lại, da của chúng ta mới mịn màng hơn và săn chắc hơn, và nó giữ được cái khoáng chất ở trong đó, cũng như nó điều trị được các bệnh về đó là đau cơ, đau xương. Thì vào ngâm khoáng lạnh nó cũng rất là tốt. Và sau khi chúng ta ngâm khoáng lạnh xong thì chúng ta sẽ vào phòng hồi đấy là Diệp nói là vào khoáng lạnh hay vào phòng sông hơi lạnh vào hồ khoáng lạnh, từ 16 đến 18 độ. Sau khi chúng ta vào phòng khoáng lạnh xong thì chúng ta mới vào phòng sông hơi lạnh từ 4 đến 6 độ. Thì vào phòng sông hơi lạnh nó lại càng làm cho chúng ta đó là săn chắc da lại, đẹp da hơn, trẻ hóa da và tăng sinh collagen, và giữ được hoàn hảo 100% các khoáng chất, các ion âm trong cái phòng đá muối ấy, và các tinh chất thảo mộc ở trong đó. Và hoặc ra chúng ta đi làm nhiều, chúng ta vận động nhiều, chúng ta bị đau xương, chúng ta bị đau cơ hay là chúng ta bị đau nhức xương khớp, thì chúng ta vào đó nó cũng làm cho chúng ta dịu đi cơn đau rất nhiều. Tại bình thường chúng ta phải chịu đá khi chúng ta bị đau đó. Thì vào đó xong, sau liệu trình của chúng là chúng lúc này là chúng ta đã lưu giữ được hết tất cả các tinh chất, các khoáng chất và các tinh chất thảo mộc yêu hơn trong cơ thể rồi. Thì đến bước đó đã xong chưa? Chưa. Nếu như ở bên Nhật thì đến bước đó là xong rồi. Nếu như ở Việt Nam là bước sauna là xong là xong. Ở Nhật thì đến bước đó là tắm lạnh là xong. Nhưng chúng ta chưa, chúng ta còn có một tổ hợp detox, tức là tổ hợp thải độc. Chúng ta đã đưa những tinh chất có lợi vào trong cơ thể, thì lúc đó chúng ta muốn hoàn hảo hơn chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải thải độc ra ngoài. Thì chúng ta có một trung tâm detox, và trong trung tâm detox đó
nó sẽ giúp chúng ta thải độc ra ngoài. Thải độc ra ngoài xong đã xong chưa? Chưa. Thải độc xong thì chúng ta sẽ có hai phương án. Vào phòng detox để thải độc xong thì chúng ta và nó sẽ thải độc bằng nước hoặc bằng khí hoặc là thải độc bằng quang học. Và khi nó thải độc xong thì chúng ta sẽ có hai phương án để lựa chọn. Hoặc chúng ta sẽ ra hồ bơi thác nước. Hồ bơi thác nước, chúng ta sẽ ra hồ bơi thác nước để cho cái nước nó chảy xuống và các tia nước nó phun ra, nó mát sang cơ thể lần cuối. Hoặc chúng ta sẽ ra vườn Nhật, và trong vườn Nhật thì chúng ta sẽ sử dụng nó là các vườn ion âm hoặc các vườn ion âm ngoại, các vườn ion âm ngoại. Thì cái liệu trình này được đưa ra bởi 6 chuyên gia về onsen và 4 chuyên gia trị liệu hàng đầu của Nhật Bản. Nghĩa là chúng ta đang tắm khoáng nóng là chúng ta phải có một liệu trình là gì? Hấp thu khoáng nóng từ từ theo nhiệt độ, sau đó phải vào sông hơi thảo mộc để hấp thu thêm tinh chất thảo mộc, sau đó phải vào sông hơi đá muối để hấp thu theo ion âm, hấp thu cho đá xong rồi, và khi sông hơi thì nó cũng giúp cho chúng ta hấp thu thêm các khoáng chất. Hấp thu cho đá xong rồi thì chúng ta phải vào phòng khoáng lạnh, khoáng lạnh để chúng ta giữ được các chất đó, sau đó vào trong phòng sông lạnh để giữ hoàn hảo những cái đó. Khi chúng ta đã hấp thu được đầy đủ khoáng chất rồi, tinh chất thảo mộc rồi, ion âm rồi, chúng ta phải thải độc. Bước cuối cùng của thải độc đó là chúng ta phải làm sao massage bằng nước. Chúng ta phải massage bằng nước hoặc là chúng ta ngồi thiền để cái trí óc của chúng ta nó vô ưu và trống rỗng. Chúng ta không chỉ hấp thu các khoáng chất và tinh chất, mà cái đầu của chúng ta nó phải trống rỗng ra. Thì từ đó nó mới thanh thản được và nó tạo nên một cái việc đó là một liệu trình mà chúng ta gọi đây không phải là một liệu trình tắm khoáng nóng nha. Đây là một liệu trình trị liệu khoáng nóng. Trị liệu khoáng nóng. Đó, chứ thực ra đối với một cái khoáng nóng ấy, đối với một cái khoáng nóng, chúng ta nhảy xuống hồ ngâm không ấy, chúng ta nhảy xuống hồ khoáng nóng ngâm không ấy, nước không ấy. Thực ra nó có khả năng hấp thụ. Alo, thực ra nó có khả năng hấp thụ, nhưng thực ra cái khả năng hấp thụ khoáng nóng của nó rất yếu. Nó không có tác dụng hấp thụ vào cơ thể mình một cách triệt để được. Còn cái kia nó không chỉ hấp thụ khoáng nóng mà còn tinh chất, còn ion âm rồi, còn thải độc các thứ. Nó phải đi theo một liệu trình như vậy nó mới đạt được sự hiệu quả. Còn nếu như có hồ khoáng nóng không, xong chúng ta xuống hồ khoáng nóng, chúng ta xuống hồ khoáng nóng thì thực ra là nó không hấp thụ được vào cơ thể bao nhiêu. Rồi chúng ta vào hồ khoáng nóng xong, chúng ta vào sauna xong thì khoáng nóng nó cũng không hấp thụ được bao nhiêu. Và kể cả khoáng nóng nó hấp thụ vào trong cơ thể mình mà trong cơ thể mình vẫn còn chất độc chưa được detox ra, nó cũng không có tác dụng luôn. Bổ béo làm gì khi trong cơ thể còn chất độc luôn. Vì vậy Diệp mới kể một câu chuyện này. Thực ra trước khi Diệp ngồi với các chuyên gia trị liệu đó, thì Diệp mới tính Diệp sẽ lấy một căn ba phòng ngủ, một căn ba phòng ngủ có khóa nóng vào từng căn hộ, có khóa nóng vào từng căn hộ. Tại vì trước khi ngồi với các chuyên gia trị liệu thì Diệp sẽ set up đó là 40% căn hộ sẽ là căn hộ có khóa nóng vào từng căn hộ. Nghĩa là chúng ta sẽ có 1.000 sản phẩm có khóa nóng vào từng căn hộ. Nhưng sau khi Diệp ngồi với các chuyên gia trị liệu xong thì Diệp mới kêu, tính ra một quá trình trị liệu nó chỉ hiệu quả, nó chỉ tốt cho sức khỏe khi mình trải nghiệm được một liệu trình trị liệu như vậy. Còn nếu như nhà mình có cái bồn tắm mà mình vào trong bồn tắm, thậm chí mình còn không có chỗ để xúc hơi trong nhà nữa. Nghĩa là nhà có bồn tắm trong nhà, có bồn tắm trong nhà nhưng không có xúc hơi trong nhà. Thực ra mình... Vậy tại sao Diệp lại phải bỏ ra thêm 1.500.000 đến 2.000.000 để Diệp mua căn hộ đó? Tại vì hiện tại căn hộ bình thường của chúng ta là 56 triệu một mét vuông, còn căn hộ khoáng nóng của chúng ta là sẽ từ 70 cho đến 80 triệu một mét vuông. Chúng ta có 300 căn hộ như vậy, 300 căn hộ như vậy. Nhưng các bạn lại nghĩ là Diệp đã cắt từ 1.000 căn xuống 300. Và nhiều bạn sẽ hỏi Diệp một câu, nếu như nó như vậy thì Diệp còn làm 300 căn hộ có khoáng nóng để làm gì? Tại sao Diệp không làm 100% căn hộ không có khoáng nóng để người ta liệu trình trị liệu bên dưới? Thực ra nếu như khách hàng của chúng ta có nhu cầu mua để chăm sóc sức khỏe, mình khuyên khách hàng không cần phải mua căn hộ có khoáng nóng ở tận từng căn hộ. Tại thực ra mua trong khoáng nóng không, nó cũng không có tác dụng bao nhiêu. Các căn đó được làm ra để phục vụ nhu cầu gì? Hàng biếu, hàng tặng. Đại gia có bổ ý. Thực sự vậy, tặng em một căn hộ có khoáng nóng ở từng căn hộ. Mình làm trong môi trường nhà nước ấy, mình làm trong môi trường nhà nước ấy, em tặng xếp một căn hộ có khoáng nóng vào từng căn hộ. Doanh nghiệp cần đi lấy hợp đồng các thứ ấy, em tặng anh một căn hộ có khoáng nóng vào từng căn hộ tại cái khu vực. Danh giá vô cùng.
một dòng sản phẩm mua không 7 tỷ, 8 tỷ thôi, nhưng nó có giá trị hơn những dòng sản phẩm triệu đô. Thôi bây giờ em biếu anh một căn bình thường, nghe nó rất bình thường. Ví dụ em biếu anh một căn hộ có khóa nóng bằng từng căn hộ. Ôi nghe nó sang vô cùng, hợp đồng kiểu gì cũng lấy được. Nên 300 căn đó là 300 dịch thiết kế cho nhu cầu để biếu, để tặng. Còn nếu như khách hàng của mình mua để trị liệu về sức khỏe, không cần mua dòng căn hộ đó, mua căn hộ bình thường thôi và phải trải nghiệm một trị liệu khoáng nóng đầy đủ, phải có hấp thu khoáng nóng, phải có hấp thu tinh chất tạo màu, phải có hấp thu yên độ ấm, phải có giữ khoáng nóng lại, phải có trẻ hóa cơ thể da, rồi phải có thải độc. Cái bước quan trọng nhất là bước thải độc. Còn mình hấp thu khoáng nóng vào trong cơ thể mà không có thải độc là vô dụng nhé, là vô dụng. Vì vậy mình nói là mình không bán trải nghiệm tắm suối khoáng nóng. Muốn trải nghiệm tắm suối khoáng nóng lên trên Thanh Thủy mà tắm, lên trên Bình Châu, lên trên Kim Bôi, lên trên gì, lên trên Quang Hanh mà tắm. Còn muốn trải nghiệm một liệu trình trị liệu khoáng nóng, về đây mua, về đây mua đi. Và khoáng nóng thì tổ hợp khoáng nóng này người ngoài không vô, không bán vé cho người ngoài vô, cư dân Ecopark vô cho vô. Vé vô một lần của cư dân Ecopark là từ 1,5 triệu đến 2,8 triệu tùy từng thời điểm. Vé của cư dân Ecopark vào là từ 1,5 triệu đến 2,8 triệu tùy từng thời điểm. Còn dành cho cư dân thì đang là từ 200,000 cho đến 400,000 để trải nghiệm một liệu trình. Thì cái đấy Diệp chưa fit, nhưng mà chắc chắn sẽ dưới 4, chắc chắn sẽ dưới 500,000. Có rẻ hả? Người ngoài không được vô, cái đấy là chắc chắn. Giống như mọi người thấy đó là, thí dụ như kiểu là chúng ta thấy bên Vinhome là hồ bơi 4 mùa người ngoài vẫn được vô nhé. Nhưng thí dụ chúng ta thấy trong vườn Tùng, vườn Trúc ấy, là chị dân có bắt được vô, còn người ngoài vẫn vô, mang 1 triệu đến cũng không được vô. Hồ bơi ở West Bay này, thì người ngoài cũng đâu được vô đâu, đặc biệt là hồ bơi 4 mùa ở vườn Tùng, vườn Mai. Từ trước giờ tiện ích của Ecopark mình đã là ở vườn Tùng, vườn Tùng hay vườn Mai nhỉ, là chúng ta có hồ bơi 4 mùa là cư dân ngoài đâu được vô đâu, chỉ cư dân Ecopark mới được vô. Thì chúng ta sẽ set up đó là mức phí cho cư dân Ecopark là tùy từng thời điểm cao điểm hay thấp điểm, là từ 1,5 triệu cho đến 2,8 triệu. 1,5 triệu đến 2,8 triệu. Còn đối với người thuê nhà muốn sử dụng cái đó phải là người thuê nhà, thì người thuê nhà cũng được áp dụng mức giá giống như cư dân Ecopark là 1,5 triệu đến 2,8 triệu một lần. 1,5 triệu đến 2,8 triệu một lần. Mình có phải là tắm khoáng nóng đâu, mình là một liệu trình đi spa các thứ luôn, vào đấy được ăn sushi, được nhà hàng, được spa, được trị liệu, được khoáng nóng, được trải nghiệm tất cả các loại sauna, được thải độc. Một mình cái thải độc đó nó là một đống tiền đấy, thì là áp dụng bằng mức giá của cư dân Ecopark. Còn cư dân của onsen thì sẽ áp dụng mức giá dưới 500,000. Cư dân onsen sẽ áp dụng mức giá dưới 500,000 một lần. Lâu dài, mức giá dưới 500,000. Vâng, là lâu dài mức giá dưới 500,000. Còn thí dụ bạn bè người, thí dụ bạn bè người thân thì cũng được áp dụng mức giá giống như cư dân của Ecopark vậy thôi. Người thuê nhà bạn đã áp dụng mức giá đáng thương. Homestay sao? Thì vẫn là khách thuê. Vẫn là khách thuê. Đấy sẽ ra. Cư dân sẽ nhận diện bằng Face ID. Cư dân và người thân của cư dân, nghĩa là gia đình của 4-5 người sẽ được nhận diện bằng Face ID. Đăng ký từ đầu và nhận diện bằng Face ID. Cư dân của Oxen Kip, còn cư dân của Sun Forest của Hình Park thì cứ 1,5 triệu đến 2,8 triệu một lần thôi. Mình mua căn này mình cho thuê để đi tắm trị liệu luôn. Không, dưới 500,000 đó là đặc quyền, đó là quà tặng rồi. Đi chỗ nào mà vừa spa, vừa tắm khoáng nóng, vừa sauna đủ thứ, vừa tắm thảo mộc, vừa thải độc các thứ mà dưới 500,000. Đào đúng không? Đừng có nói là đòi miễn phí nha. Chưa thiệt luôn, cái đấy mà miễn phí là chủ đầu tư chỉ có bán nhà đi để bù được cái miễn phí đó. Thật sự là vậy. Tại của nó, thí dụ như kiểu là tắm khoáng nóng không mình còn miễn phí được. Còn đi tắm khoáng nóng, xong tắm khoáng lạnh, xong đủ thứ phòng sông hơi thảo mộc, xong phòng sông hơi đá muối, vườn đá muối, vườn Himalaya,
rồi đủ thứ vừa như vậy, xong còn đi tóc thải đầu spa, sao lại còn vào ăn, mỗi khi nó ăn một bữa buffet là đã hết gần đó tiền rồi ấy. Đồ Nhật mà. Ăn một bữa buffet là hết gần đó tiền rồi. Không. Muốn vô bỏ 800.000 vô để vô một cư dân. Nếu như cư dân không vô khoáng nóng, nếu như cư dân không vô khoáng nóng nha, mà cư dân muốn sử dụng góc vườn yêu ở ngoài hoặc là vườn yêu ở ông đó, thì cư dân vào miễn phí thôi, cư dân của mình vào miễn phí. Còn ví dụ như kiểu là cư dân đi có bắt vô thì 800.000. Vườn 8 lít, có yêu không? Cái vườn yêu đó vào vườn hồng ngoại, vô 800.000 là cư dân của bác. Còn cư dân onsen thì miễn phí. Ôi, mua nhà vì cái gì vậy? Bỏ ra 5-60 triệu, 7-80 triệu mua nhà vì cái đấy mà xong cư dân bên ngoài cũng vô được như vậy thì làm cái gì? Còn cư dân bên ngoài không vô được nhé. Cư dân bên ngoài cũng không được phép vô như thế. Sao nó cũng không được vô? À vô nhưng mà bỏ 800.000 vô một lần. Không, có thể là rẻ hơn, người ngoài có thể đáp hơn. Cái đặc quyền của onsen nó khác hoàn toàn. Nhưng mà vẫn có thêm đặc quyền của cư dân của Ecotop thì nó sẽ có 8 lít. Vườn Nhật đó hả? Ok, vườn Nhật thì cho cư dân Ecotop vào. Vườn Nhật thì cho vào. Vườn Nhật mình có 3 vườn Nhật. Để đó thì sẽ nói như vậy nhá. Vườn Nhật thì nó sẽ có như vậy. Mình sẽ có 3 vườn Nhật và chỉ có 1 vườn Nhật cư dân Ecotop vào. Còn 2 vườn Nhật còn lại ở dưới chân của các tòa tháp thì chỉ cư dân onsen mới được vào thôi. Hồ bơi thác nước cũng không cho cư dân ngoài vào, không bán vé cho cư dân ngoài vào. Ờ, một lần vào của cư dân Ecopark là 400.000, bằng giá của hồ bơi 4 mùa của bên Vinhome. Rồi thì như dì nói là chúng ta không bán trải nghiệm tắm khoáng nóng, mà chúng ta bán điều chỉnh trị liệu khoáng nóng. Vậy chúng ta có gì? Chúng ta có 14 hồ nóng và hồ lạnh, được chia ra là 3 phân khu và mỗi một phân khu như một dòng suối khoáng nóng tốt nhất của vùng ngoại hai Hanoke. Chúng ta có gì? Chúng ta có tổ hợp sauna lớn và hiện đại nhất của Việt Nam. Sauna lớn và hiện đại nhất của Việt Nam là chúng ta có đã phòng sông hơi theo phong cách thủy điện, phòng sông hơi lạnh, Diệp không nói thêm nữa nhé, mấy cái này nãy giờ nói rồi, phòng sông hơi nóng, phòng sông hơi thảo mộc và phòng sông hơi Himalaya. Ngoài ra chúng ta còn có gì ạ? Chúng ta còn có đó là 2 hồ bơi thác nước. Mỗi hồ bơi thác nước rộng từ 350 cho đến 400 m². Các hồ bơi thác nước này sẽ được nằm giữa vườn Nhật. Chúng ta còn có gì? Chúng ta còn có tổ hợp spa và detox lớn nhất của Hà Nội. Nó không phải là một spa chăm sóc sức đẹp thông thường, mà đây là một spa trị liệu và thải độc. Nó được phát triển như một đại spa được vận hành theo một quy trình khép kín, từ tư vấn, trị liệu, chăm sóc đến tái tạo và nghỉ ngơi. Bình thường spa là chúng ta nghĩ là đến làm đẹp thôi. Còn spa này của mình là tư vấn, trị liệu, chăm sóc, tái tạo và nghỉ ngơi. Diệp nhấn mạnh ở cái phần đó là tư vấn và trị liệu. Từ trước giờ chúng ta cứ nghĩ là ai cũng có thể ngâm nước nóng, ai cũng có thể tắm suối khoáng nóng và đều là tốt, thật ra không phải. Có một số bệnh lý không thể nào tắm nước suối khoáng nóng. Ví dụ người mới ốm dậy không được tắm suối khoáng nóng. Người mà phụ nữ mà đến ngày cũng không được tắm suối khoáng nóng. Rồi các bệnh, một số bệnh của người già, bệnh về huyết áp cũng không được tắm suối khoáng nóng. Vì vậy là chúng ta mới có một đội ngũ bác sĩ ở đây. Nghĩa là nó sẽ kỵ với suối khoáng nóng này, nhưng mà nó vẫn có thể sử dụng các suối khoáng nóng khác. Vì vậy chúng ta mới tạo ra 3 tổ hợp suối khoáng nóng. Chứ nếu như không có một tổ hợp là thưa ông này bị kỵ với chất này là coi như là mua về và khỏi tắm. Còn chúng ta đã có 3 tổ hợp, không tắm tổ hợp này thì chúng ta tắm tổ hợp khác. Vì vậy chúng ta mới phải có một đội ngũ tư vấn, bác sĩ tư vấn thì sẽ khám sức khỏe cho cư dân. Và khi mà họ khám sức khỏe cho cư dân rồi thì dựa theo cái tình hình sức khỏe đó thì họ sẽ làm sao? Đưa ra một liệu trình trị liệu chuyên biệt cho từng cư dân. Thì đó, đã may đo rồi, xong bây giờ còn đưa ra từng liệu trình trị liệu cá nhân nữa. Đó, thì ở đây chúng ta có trong cái tổ hợp đại spa này, chúng ta mới có khu detox spa. Giống như Diệp nói đó, đưa tinh chất, đưa khoáng chất, đưa ion vào trong cơ thể thì phải thải độc ra. Còn nếu như không có khu detox này, coi như tắm khoáng nóng vô ích. Đưa chất có lợi vào trong cơ thể và trong cơ thể vẫn còn độc thì đưa làm cái gì? Cái khu thứ hai của chúng ta là khu central spa, là cái khu chăm sóc da, chăm sóc tóc, chăm sóc lưỡi, chăm sóc sắc đẹp. Và khu tốn nhiều tiền nhất của mình là khu aqua spa.
tổng mức đầu tư cho cái này của mình là gần 200 tỷ cho khu này. Gần 200 tỷ cho khu này. Thì mình sẽ có đó là phòng lạnh âm. Thì đối với phòng lạnh âm thì trong này chúng ta sẽ có các thiết bị trị liệu và nhiệt độ trong phòng lạnh âm của nó sẽ là từ âm 10 cho đến âm 5 độ. Chúng ta vào cái phòng lạnh này và chúng ta trị liệu, chúng ta detox các thứ thì nó lưu giữ được sắc đẹp cho chúng ta. Các bạn có về nhà các bạn sờ một cái bài mà hôm qua giờ thấy một số bạn xem xe rồi ấy, là tỷ phú ý cải lão hoàn đồng nhờ phòng lạnh âm ấy. Ngoài ra chúng ta có phòng lạnh đối lưu, tức là chúng ta ngồi trong máy và sẽ có dòng nước nóng và có dòng nước lạnh, các thứ nó sẽ đi qua người của chúng ta, nó sẽ đi qua người của chúng ta. Rồi chúng ta có phòng thủy thanh lọc, thì đây là tổ hợp trị liệu spa và thải độc. Nó mình đừng gọi nó là tổ hợp spa nhé, nó là tổ hợp trị liệu spa và thải độc. Đừng gọi chúng ta bán là bán tắm khoáng nóng nhé. Chúng ta đã bán một quy trình trải nghiệm trị liệu bằng khoáng nóng. Trị liệu bằng khoáng nóng. Cái mô hình này thì chúng ta đi chưa có bất cứ một khu nghỉ dưỡng khoáng nóng nào có thể mang lại được những cái trải nghiệm như thế này. Vì vậy mình nói là chúng ta đã làm khoáng nóng là chúng ta phải làm với Nhật. Và đây chúng ta làm với bốn ông lớn lớn nhất của Nhật Bản. Đó, chúng ta có vườn hồng ngoại và vườn yêu âm, vườn hồng ngoại và vườn yêu âm. Ngoài ra chúng ta còn có tổ hợp đó là ba vườn Nhật, hai vườn Nhật ở dưới chân của mỗi một tòa tháp, mỗi một vườn là 4.000 m², là 8.000 m² và một vườn Nhật ở trong hồ Thiên Nga trước mặt tòa R1, trước mặt tòa R1 thì nó rộng 1.8 ha, thì tổng cộng là chúng ta có tổ hợp vườn Nhật rộng 2.6 ha, tức là quy mô của tổ hợp vườn Nhật bằng với toàn bộ quy mô của hai vườn Bắc. Quy mô của cái vườn Nhật không bằng toàn bộ quy mô của dự án Hưng Việt Park, bằng toàn bộ quy mô của Sun Forest. Nên là các anh chị thấy vườn Nhật của chúng ta là đầu tư như thế nào, đầu tư như thế nào, đó. Và chúng ta có trong tổ hợp vườn Nhật này của chúng ta thì có cái gì đặc biệt? Đó là trong tổ hợp vườn Nhật chúng ta sẽ có một tháp nước 9 tầng, cao hơn 20 m, tương đương với một tòa tháp 7 tầng hoặc 8 tầng. Một tòa nhà 7 tầng hoặc 8 tầng. Và sau đó cái thác nước đó nó sẽ đổ xuống một dòng suối cá con. Thì dòng suối cá con này dài hơn 100 m. Và kết thúc của dòng suối cá con là gì? Là vườn trà đạo rộng 4.000 m², là hồ trà đạo rộng 4.000 m². Và xung quanh hồ trà đạo này nó sẽ có cái gì? Xung quanh hồ trà đạo này nó sẽ là 7 thác nước 7 tầng. 7 thác nước 7 tầng cao 7 m. Vì sao chúng ta lại bắt đầu bằng số 9 và chúng ta kết thúc bằng số 7? Vì sao chúng ta bắt đầu bằng số 9 và chúng ta kết thúc bằng số 7? Văn hóa của Nhật Bản là văn hóa Đông Á. Đông Á bao gồm có 3 nước, đó là Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên. Thì đó là văn hóa Đông Á với kiểu chữ tượng hình. Thì trong văn hóa của Đông Á, thì rất đề cao vai trò của người mẹ. Văn hóa Đông Á rất đề cao vai trò của người mẹ. Người mẹ là sự sinh sôi. Và số 9 sẽ gắn với âm, tức với số của phụ nữ. Và số 7 sẽ gắn với dương, tức người nam. Ví dụ các anh chị chúng ta bị nấc, khi mà chúng ta bị nấc, thì các anh chị phụ nữ chúng ta sẽ uống 9 ngụm nước và nam giới chúng ta uống 7 ngụm nước. Có ai biết điều này không? Phụ nữ uống 9 ngụm nước, nam giới uống 7 ngụm nước là chúng ta sẽ hết nấc. Vì người ta nói đó là phụ nữ thì có 9 vía, nam giới thì có 7 vía. Phụ nữ thì có 9 vía và nam giới thì có 7 vía. Thì nam giới có 7 vía thì mọi thứ của việc là mọi thứ sinh sôi và nảy nở phải bắt đầu từ nữ, nên nó sẽ phải bắt đầu từ cái tháp 9 tầng đó. Và với tháp 9 tầng đó thì nó sẽ phải sinh sôi nảy nở, thì là cái hồ cá con, hồ cá con nó sẽ phải sinh sôi nảy nở và nó kết thúc tại cái hồ này bằng hình tròn. Hồ này hình tròn có nghĩa là vẹn tròn, và với 7 tháp nước đổ xuống là tượng trưng cho dương, tức là chúng ta sẽ tạo ra một thế phong thủy âm dương hòa hợp. Và các anh chị chú ý, đó là cái hồ cá con 1.8 ha sẽ được làm hình tròn, sẽ được làm theo hình tròn. Và trong hình tròn đó, hồ cái suối cá con nó sẽ uốn lượn như vậy để biến cái hình tròn đó thành một cái gì, các anh chị biết không? Thành một cái vòng tròn âm dương, thành một vòng tròn âm dương. Và bắt đầu của vòng tròn âm là thác nước 7 tầng và kết thúc của vòng tròn dương là thác nước 7 tầng. Cái kia 9 tầng và cái này là 7 tầng. Và khi nó có sự cân bằng âm dương như vậy, nó sẽ tạo ra sinh khí và sự bền vững về phong thủy cho dự án của chúng ta. Bền vững và phong thủy cho dự án của chúng ta. Nên vì vậy sự mới nói trên thị trường cũng có nhiều dự án vườn Nhật. Trên thị trường cũng có nhiều dự án vườn Nhật. Vậy vườn Nhật của chúng ta khác với vườn Nhật khác trên thị trường như thế nào? Thứ nhất, xét về quy mô, chúng ta ăn đất phải gấp mấy chục lần. Cái đó là cái đầu tiên chúng ta không phải nói. Nhưng cái thứ hai là cái chúng ta nói là chúng ta đã làm
vườn nhật là chúng ta làm vườn nhật cho tới. Chúng ta phải đưa được cảnh quan của Nhật vào, đưa được sự tinh tế của Nhật vào, đưa được triết lý âm dương của vùng Đông Á vào, đưa được cái hồn của Nhật vào và đưa được sự trải nghiệm của Nhật vào. Đừng bao giờ chúng ta nhìn một cái vườn xong chúng ta nghĩ đưa một cái cột đỏ chết vào, xong bắt qua đưa một cái hồ cá coi vào, xong bắt mấy cái cột đỏ chết vào, xong đặt vào đó mấy cái cây gì, mấy cái cây cờ cá chết, mấy cái cờ cá chết, sau đó là đưa mấy cái cây tùng cái bách vào, xong đó chúng ta gọi là vườn Nhật. Không phải, vườn Nhật không nông cạn như vậy. Đó là một tổ hợp của những thứ hồ lố mà người ta nhìn người ta tưởng là Nhật đó. Thì cái đó không phải là vườn Nhật, mà đó là những khu vườn phá hoại tinh hoa của vườn Nhật. Những khu vườn phá hoại tinh hoa của vườn Nhật. Không, chúng ta phải nói vậy. Chứ ra Diệp bước vào những cái khu vườn như vậy, Diệp nhìn Diệp rất khó chịu. Diệp rất khó chịu. Diệp kêu Nhật không nông cạn như thế này. Tinh hoa vườn Nhật nó thiên về, tinh hoa vườn Nhật nó thiên về sự tĩnh, nó thiên về cái tĩnh, cái lặng, cái văn hóa của Đông Á. Chứ nó không phải là cái bước vào là mình thấy một cái cột to đùng màu đỏ, xong tiếp theo thấy mấy cái cột to kia màu đỏ, xong nhìn thấy cái cầu màu đỏ lét ra, xong xung quanh thì vài cái cây tùng, cây bách, xong một cái hồ đã coi ở giữa. Nó nhìn cái đấy là nhìn nó bị hộ lố và nó không đạt được chữ tĩnh. Xong một cái vườn Nhật, cái đầu tiên tạo nên vườn Nhật phải là chữ thiền, phải là chữ thiền, phải là chữ tĩnh, phải là chữ lặng, phải là chữ tâm. Đó, những cái đấy nó mới tạo nên được văn hóa của vườn Nhật.